bậc đại giác viên mãn xuất hiện nơi cõi ta bà, tấm lòng ôm trọn cả thái hư trí giác soi cùng đại thiên thế giới. Xin rũ lòng từ xót thương mình chứng. Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi điều tâm nhân. Thế Tôn đức tướng vô tận không thể tan nhường, chúng con ở đạo tràng lục uyển miền Tây Nam Mỹ quốc, nhân ngày khai mạc đại giới đàn lẫm thế, tập hợp bốn chúng uy nghi chánh niệm phúng tụng tâm kinh xương dương hành đức của bụt trì niệm hồng danh, xin nguyện chúc lên. Nguyện chúc đạo bụt sáng thêm pháp môn càng ngày càng tỏ ràng, gió hòa mưa thuận đất nước bình an, khắp nơi thành thị nông thôn mọi giới biết nói theo đường tu tập, thiên nhiên được bảo vệ an lành, xã hội hướng tự do bình đẳng. Lại nguyện xin thổi ngọn gió từ bi thanh lương vào thế gian nóng bức, đem mặt trời trí tuệ rạng rỡ về ngự giữa không gian âm u, khắp nơi đạo giải thoát được tuyên dương, mưa pháp thâm nhuận chúng sanh đều lợi lạc. Hiện tiền đài chúng tu tập tinh chuyên, biết thương yêu nhau như ruột thịt, chuyển hóa nội tâm trang nghiêm tịnh độ. Nguyện ngói noi gương phổ hiền và quán thư tài cùng các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Inexhaustible virtues of the world honored one cannot be adequately praised. We in the Deer Park community on this Linchi Great Ordination Ceremony Day gather as a fourfold Sangha, come to the altar, meditate, and recite the Heart Sutra, praising the virtuous actions of the Buddha and offer this prayer. May the path of the Buddha grow brighter. May the Dharma become clearer. May the wind and the rain be favorable. May this country be at peace in the cities and in the rural areas. May all follow the way of right practice. May nature be protected and safe. May people in society be free and equal. May the refreshing breeze of compassion enter into this world of heat, allowing the sun of wisdom to shine clearly in the cloudy sky, so that the path of liberation is appreciated everywhere and the Dharma reinforces, benefiting all species. May the Sangha that is present here and practice diligently, showing concern and love for each other, as they would for their own family, transforming their consciousness. We aspire to follow the example of Bodhisattva Samantabhadra and Avalokiteshvara, and all the Bodhisattva, Mahasattva, and the great perfection of wisdom.
Xin mời đại chúng nghe bài diễn văn khai mạc Đại Giới Đàn. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch liệt vị tôn đức cùng các vị quan khách, kính thưa đại chúng, các giới tử được tập họp hôm nay tại đạo tràng Lộc Uyển, Mỹ Quốc trong Đại Giới Đàn Lâm Tế là một niềm vui lớn. Chúng tôi nhân danh ban tổ chức và hội đồng truyền giới kính chúc liệt vị tôn đức và toàn thể đại chúng an trú thanh tịnh và thảnh thơi trong suốt thời gian lưu trú tại Đại Giới Đàn. Giờ đây chúng tôi long trọng tuyên bố khai mạc chính thức Đại Giới Đàn Lâm Tế. Xin đại chúng cùng chúng tôi chắp tay làm lễ khai chung và niệm Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho giới đàn thành tựu viên mãn. Venerable elders, noble sangha, ordinees and friends, it is a great happiness for us all to be together in the Deer Park Monastery in the United States on this occasion of the Lin Chi Grand Ordination Ceremony. On behalf of the Ordination Council and the Organizing Committee, we wish you all peaceful, pure, and beautiful days during the entire period of this Grand Ordination Ceremony. Now is the solemn moment when, on behalf of the Ordination Committee and the Organizing Committee, we declare the opening of the Lin Chi Great Ordination Ceremony. Let us join our palms while the opening bell is being invited and evoke the name of Avalokiteshvara for our protection and for the success of the precept transmission ceremonies. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm Ma Na. Thank you.
tham ma tham ma ye.